Chào mừng các bạn đến với series 990 bài học từ vựng kiểu chèn. Chủ đề của chúng ta hôm nay về bảo vệ môi trường. How to dispose of plastic. The majority of plastic materials are non-biodegradable. After the plastic is recycled, it is purified and melted down. It can be used to create new products rather than sitting in a landfill and harming the environment. You can recycle any plastic that has a universal recycling symbol on them. There are 7 different categories of plastic that specify the chemical makeup of the plastic, and as a result, its level of harmfulness to the environment. Each type of plastic must be carefully sorted and organized, because you can only recycle certain kinds. The fastest way to determine on what kind of plastic you have is to look at the bottle or container and find the universal recycling sign. 3 clockwise arrows inside the symbol, there will be a number. Plastic number 1, polyethylene terephthalate, PETE or PET. This plastic is clear in appearance and you see it on the majority of juice containers and bottles. It is widely accepted by recycling programs. Plastic number 2, high density polyethylene, HDPE. These are your milk jugs or other opaque plastic. They are safe and a low level of toxicity. They are widely accepted by recycling programs. Plastic number 3. Polyvinyl chloride, PVC, used to make inflatable mattresses, plumbing pipes, and certain foot wraps. PVC is a strong plastic that contains chemicals unsafe for humans. Never heat, microwave, or cook with your foot wraps. These chemicals can leach into your food. These kinds of plastic are not accepted by recycling programs. Plastic number 4, low-density polyethylene, LDPE, used in certain shopping bags and bread wrappers. Many grocery stores use recycled plastic in these bags nowadays. Check with your local grocer to see if they have a recycling program for their plastic shopping bags. We recommend using reusable bags made of fabric or canvas instead of plastic grocery bags. Plastic number 5, polypropylene, PP. This plastic is heat resistant, but it is a good idea to avoid heating any type of plastic. It is used in microwave-safe containers, yogurt and food containers, as well as plastic cooking utensils. It is generally accepted by recycling programs. Plastic number 6, polystyrene, commonly appears as styrofoam. It is easily used in packing materials for fragile products. This plastic is only accepted by certain recycling programs. It is not generally accepted in curbside recycling. Plastic number 7, everything else. When you see plastic number 7 in the recycling symbol, it means that this material is made up of a mixture of several different types of plastic. Plastic number 7 is used in sports equipment and computer parts. It can be made up of any mixture of plastic. It is generally not recyclable as it is a toxic plastic when heated. Theo là phần dịch. Cách loại bỏ nhựa. Phần lớn vật liệu nhựa không thể phân hủy được. Sau khi nhựa được tái chế sẽ được tinh chế và đun nóng chảy. Nhựa có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới, thay vì bị vứt ở bãi rác và gây hại cho môi trường. Bạn có thể tái chế bất kỳ loại nhựa nào có biểu tượng tái chế toàn cầu trên đó. Có 7 loại nhựa khác nhau chỉ ra hợp chất hóa học trên nhựa, do đó thể hiện mức độ gây hại đối với môi trường.
Mỗi loại nhựa phải được phân loại và sắp xếp cẩn thận vì chỉ có thể tái chế một số loại nhất định. Cách nhanh nhất để xác định loại nhựa nào bạn có là nhìn vào chai hoặc hộp đựng và tìm ký hiệu tái chế toàn cầu. Đó là ba mũi tên theo chiều kim đồng hồ, bên trong biểu tượng đó sẽ có một con số. Nhựa loại 1, polyethylene terephthalate, viết tắt là PT hoặc PET. Loại nhựa này biểu hiện rõ ràng và bạn sẽ nhìn thấy nó trên phần lớn các hộp và chai đựng nước trái cây. Loại này thường được các chương trình tái chế chấp nhận rộng rãi. Nhựa loại 2, polyethylene mật độ cao, viết tắt là HDPE. Loại này được sử dụng để làm bình sữa hoặc loại nhựa màu đục khác. Loại này an toàn và mức độ độc tính thấp, được các chương trình tái chế chấp nhận rộng rãi. Nhựa loại 3, polyvinyl chloride PVC, được sử dụng để làm nệm bơm hơi, ống nước và một số loại màng bọc thực phẩm nhất định. PVC là loại nhựa cứng chứa hóa chất không an toàn cho con người, không bao giờ được đun nóng, cho vào lò vi sóng hoặc nấu ăn với màng bọc thực phẩm. Những hóa chất này có thể ngấm vào đồ ăn. Loại nhựa này không được các chương trình tái chế chấp nhận. Nhựa loại 4, polyethylene mật độ thấp, LDPE, được sử dụng trong một số loại túi mua sắm và giấy gói bánh mì. Hiện nay nhiều cửa hàng tạp hóa sử dụng nhựa tái chế trong những chiếc túi này. Hãy kiểm tra với cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn để xem họ có chương trình tái chế cho túi nhựa mua sắm của họ không. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng túi có thể tái sử dụng làm bằng vải sợi hoặc vải bạt thay cho túi nhựa. Nhựa loại 5, polypropylene PP, loại nhựa này có khả năng chịu nhiệt, đó là một ý tưởng tốt để làm để tránh làm nóng bất kỳ loại nhựa nào. Loại này được sử dụng trong các thùng an toàn cho lò vi sóng, sữa chua và hộp đựng thức ăn, cũng như các dụng cụ nấu ăn bằng nhựa. Loại này thường được các chương trình tái chế chấp nhận. Nhựa loại 6, polystyrene, thường thể hiện dưới dạng xốp, nó cũng được sử dụng làm nguyên liệu đóng gói các sản phẩm dễ vỡ. Nhựa này chỉ được chấp nhận bởi một số chương trình tái chế nhất định, thường không được chấp nhận trong tái chế lề đường. Nhựa loại 7, các thứ khác. Khi bạn thấy nhựa loại 7 trong biểu tượng tái chế, điều đó có nghĩa là vật liệu này được tạo thành từ hỗn hợp của một số loại nhựa khác nhau. Nhựa loại 7 được sử dụng trong các thiết bị thể thao và các bộ phận máy tính. Nó có thể được tạo thành từ bất kỳ hỗn hợp nhựa nào. Loại này thường không thể tái chế vì là loại nhựa độc hại khi bị nóng. Và rồi mình đã kết thúc phần bài học hôm nay của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo.